Thưa mọi người, mình mới biết được một cái hoàn cảnh của một cái bé gái năm nay là khoảng trên 2 tuổi thôi. Đó. Thì mẹ của cháu có nói là cháu bị ở trong thận là có cái bú. Hiện tại là đang điều trị tại bệnh viện ung bú. Em có nói với anh là con của em là chỉ mới có 8 tháng thôi, phát hiện bệnh 8 tháng nhưng mà vô là hơn 20 cái lần quá trị. Ngày mai là phải qua bên nhi đồng để mà phẫu thuật. Phẫu thuật là mình lấy cái thận, lấy cái bú, cắt cái khối u ra. Làm giấy tờ xong hết chưa? Dạ đang làm. Có thể là chiều nay là đi ha, hoặc là anh chút nói chuyện với anh xong là về dọn chuẩn bị rồi là đi. Nhi đồng 1 hay nhi đồng 2 em? Chưa biết đó, hồi sáng chưa có hỏi là nhi đồng mấy, tại bắt qua hình chỉnh rồi nói chuyển đi rồi mình hỏi. À là họ chuyển đi bệnh viện nào là mình phải đi bệnh viện đó. Tên là Thiên Kim phải không? Thiên Kim ơi. Con dở lên cho chú với lại là mọi người xem thôi nha. Là từ khi mà phát hiện bệnh tới giờ là cái bụng là nó to lên lên từng ngày như vậy đó. Ủa em, cái việc mà quá trị cho con của em thì cái bụng không có mấy to đầu thì nó đáp ứng, bây giờ nó không đáp ứng. Rồi giờ phải mổ nó cắt bỏ. Bây giờ là nó xâm lấn qua bên này rồi. Bên phải. Không, bên trái. À, bên phải này xâm lấn qua bên trái. Rồi. Lúc trước vậy là phẫu thuật nếu mà cắt là cắt như thế nào? Bây giờ em nói thử anh hình dung được không? Bác sĩ nói là giờ mổ mà ấy coi cắt được hay không. Nếu cắt không được thì chỉ là lấy chỉnh thiết thôi. À, vậy là chưa chắc là phải đã cắt được. Từ trước giờ chưa lấy sinh khiết. Hai con gái đầu lòng của hai chồng. Năm nay em bao nhiêu tuổi? 27. 27. À, quê ở Sóc Trăng. Em tên gì? Nhi. Nhi ha. Anh biết được cái bệnh tình của con em thông qua chị Bình. Em cho anh xin phép để anh chia sẻ ở trên kênh của anh về cái việc mà tiền nông nục phẫu thuật đến cho con gái của em ha. Nói chung là cũng có duyên, tại vì cũng biết là chiều nay là chuyển qua bên nhi đồng nên là mình tranh thủ mình hẹn hai mẹ con đây để mình gặp mặt để xem thế nào. Ngoan quá ha, Thiên Kim ngoan quá. Hãy cái áo lại đi. Giống mẹ hả? Giống mẹ. Giống cha hả? Trên 20 lần quá trị đó Nhi, thì cũng có một cái liệu thuốc hả? Một cái lần thuốc thôi hay là có thuốc mới gì không? Tại vì nhiều loại lắm. Cũng như là bác sĩ thử cái này cái kia rồi. Không có thử, là có phát đồ là hai cái thuốc đó. Nhưng mà mỗi lần cái thuốc nó khác nha. Con em là bao nhiêu ký rồi? Dạ nó 10 ký. Nếu mà cái tuổi này là đã đi chập chững được hả? Đã đi gần này. Còn ăn uống như thế nào Nhi? Này kia thì nó ăn uống bình thường, nhưng mà nó ăn ít ăn cái ít gì đó chứ không được nhiều. Em lấy cái sổ bệnh giùm anh. Em anh hỏi lại chút xíu nghe Nhi. Em hỏi lại thì anh không rõ cái vụ mà đầu tiên á là phát hiện là cái khối u á là nó nằm ở bên phải của thận, rồi bây giờ nó di căn qua trái là hai bên. Bây giờ là chưa biết chính xác nó có gì cao ở trái không, mà nó xâm lắng qua bên này, nó dính với cái thận bên trái. Nhưng mà tại vì nó hút quá mình thấy không rõ, bây giờ phải mổ ra mình coi bên trong nó như thế nào. Cái đó là hình chụp? Là chụp CT. Cái hình chụp CT. Thế nhưng mà vẫn chưa rõ. Là bác sĩ có đưa cho em xem không? Dạ có. Nếu mà bây giờ nó chưa di căn qua bên trái đó thì sẽ phẫu thuật bên phải để mà bỏ. Bỏ là bỏ khối u thôi chứ không phải là bỏ một phần của thận. Bác sĩ cho nó là cắt khối u, nhưng mà cái thận nếu nó còn giữ được thì mình sẽ giữ. Còn không thì cắt bỏ luôn. Trường hợp này anh có gặp một cháu cũng tương tự như nè, cũng bỏ một bên thận đó.
Ở trong khoa của mình có ai giống trường hợp giống con em không? Cũng có nhiều bệnh, nhưng mà bệnh bé cái khối u nhỏ là cắt, cũng cắt, cắt bỏ chế độ. Cắt bỏ nữa bên. Để anh đọc chút xíu về cái thông tin của Thiên Kim ha. À, tên đầy đủ là Phạm Ngọc Thiên Kim, 27 tháng tuổi, địa chỉ là ở Mỹ Phước, Mỹ Bình, ngã năm Sóc Trăng. À, tóm tắt bệnh án nè. Nói chung á, là có những cái dấu hiệu á, những cái khối u ở trong thận. Nhưng mà ở đây thì họ viết cái gì, sử dụng cái từ mà mình không hiểu ha, họ cũng mình nói chung là có khối u thôi. Ở đây nhưng mà ở đây có một cái khoanh tròn nha, đó là để đủ điều kiện chuyển tuyến nè, rồi cái thứ hai nữa là không đủ điều kiện, ủa sao là đủ điều kiện chuyển tuyến là đúng tuyến, rồi thứ hai là không đủ điều kiện chuyển tuyến gì nè, chuyển tuyến theo yêu cầu của người bệnh. Là mình đủ là mình chuyển. À vậy đó. Rồi chuyển lên trên bệnh viện ung bướu. Em kết hôn khi nào? Hôm hồi năm 25 tuổi. Rồi trước kia là em làm công việc gì? Trước thì em có đi học dược khác, em đi bán thuốc cho người ta. Bán thuốc ở nhà thuốc. Ngoan chứ ha, ngoan. 8 tháng mà vô hơi hai mấy to. Anh hỏi thêm về việc mà kinh tế nha, tiền nong rồi đó. Cái tiền mà con em mà điều trị tại bệnh viện ung bướu với lại những khoảng thời gian kia là tiền của hai vợ chồng hay là có đi vay mượn gì không? Dạ, có vay. Có vay hả? À, là vay của ai? Vay của nhà nước. Và em vay của nhà nước hả? Em vay được bao nhiêu? $100 triệu à. Vay được 100 triệu. Dạ. Cái này anh nói thật nha, rồi 100 triệu đó là bây giờ mình sử dụng là hết bao nhiêu rồi? Dạ, hết. Hết luôn đó hả? Trong vòng 8 tháng này. Lúc trước là kiểu em vay sớm, lúc trước em đi chạy cho bé đầu này đầu kia mà không được á. Giờ cũng tiêu tốn hết rồi. Cười. Rồi cái tiền phẫu thuật sắp tới là chiều nay chuyển vào bệnh viện là như thế nào? Hai chồng tính như thế nào? Thì nhà em cũng nhờ thực hiện thôi. Giờ trong túi hai vợ chồng được bao nhiêu rồi? Tiền tạm ứng thì còn được mấy triệu. Nhưng mà bây giờ là qua bệnh viện là họ sẽ kêu là đóng theo cái bệnh viện ở bên đó họ yêu cầu thôi. Chứ đâu phải mình có mình tạm ứng bệnh viện là họ phải giữ lại. Hay là họ có đưa lại không? Dạ có đưa. Có đưa lại luôn hả? Dạ. Còn tiền mặt ở trong túi? Tiền mặt thì cũng vài triệu luôn, đủ xài. Khoảng còn 5 triệu không? Dạ cũng vậy. Cái đó đó hả? Dạ. Ừ. Như thế này nha. Dạ. Thì anh có nghe mấy chị em ở trong cái khu vực trong khoa nhi đó thì cũng có nói về bệnh tình của con em với lại là chiều nay là đi phẫu thuật. Mà trong tiền, trong túi thì tiền nong thì cũng lo. Đó, anh có nhờ chị Bình đó, gọi cho em để mà qua bên đây để mà anh chia sẻ về cái bệnh tình của con em với lại là Mạnh Thường Quân ở trên kênh của anh đó, thì họ có gửi một cái khoản tiền thì họ có dặn là gặp những cái hoàn cảnh khó khăn đó, thì trích cái khoản tiền ra để mà gửi đến những hoàn cảnh khó khăn. Đối với trường hợp của Thiên Kim cũng vậy ha. Đó, anh gửi một ít để cho chồng đỡ lo về cái vấn đề tiền nong. Cái cảm giác mà lần đầu tiên mà khi mà bác sĩ nói là con mình bị căn bệnh như vậy đó thì cảm giác của hai vợ chồng như thế nào? Nó sợ lắm. Trước là phát hiện ra là nó còn nhỏ lắm. Nhưng mà em sợ vô cháu sợ mổ quá rồi em nên bỏ về nhà. Bỏ về nhà bao lâu? Dạ. Bao lâu? Ý là mình sợ đầu tiên là mình không có tưởng tượng được là con mình bị bệnh như vậy rồi thuốc men như vậy.
nên là đưa về nhà. Đó, ý anh hỏi là đưa về nhà bao lâu rồi mới vô trở lại bệnh viện lại á? Khoảng nửa năm. Uống thuốc nam rồi ai chỉ gì uống nấy đúng không? Dạ, dạ, đi thầy đi kia đó. Cái đó là tâm lý chung của ai mà có con em bị bệnh. Dạ. Sau đó thì không có khỏi. Không khỏi mà nó tỏ thêm. Cái em mới vô bệnh viện. Vô viện thì bác sĩ nói là giờ phải vô thuốc liền. Thế liền lặng cho nó sẹp xuống. Mà mấy to đầu thì nó đáp ứng là nó sẹp xuống gõ luôn. Còn mấy đĩa to gì sao là nó chừng ở mức đỏ đó luôn. Còn bây giờ thì nó lại to lên nữa. Cái mức hình như là anh thấy trường hợp như vậy là trường hợp chung á. Anh thấy anh gặp mấy cháu nè, là cũng như ban đầu là cứ vô khoảng chừng 5 to đầu, 1, 2 to đầu rồi đó. Dạ. Là rất là ổn. Dạ. Ừ. Kiểu nó kháng thuốc á, nó không có đáp ứng nữa. Hai vợ chồng của em là ở bên chồng hay là có ở riêng? Thì em ở bên chồng. Làm dâu bên đó chồng ha. Nhà của chồng là gần nhà của em không? Chạy cũng phải nửa tiếng, cách nhau nửa tiếng chạy. Thì anh nhắc lại cái vụ tiền nha. Đó, thì Mạnh Thường Quân có gửi cho anh trước, họ gặp dặn là gặp những cái hoàn cảnh khó khăn thì trích ra, gửi cái khoản trước. Đối với trường hợp của Thiên Kim, anh xin trích ra một khoản để anh gửi đến cho hai vợ chồng. Để ví dụ như chiều nay qua bên Nhi Đồng có tiền đóng tiền viện phí và tiền rất là nhiều tiền thứ tiền ha. Ha. Anh đọc cái số điện thoại của Nhi trước nha. Số điện thoại của mẹ của Thiên Kim đó là 0941 964 440. Thứ nhất là của Quách Mỹ Tiên là 50 đô la Mỹ là 1.175.000. Thứ hai là của chị Gia Tuệ ở Sài Gòn 1.000.000. Thứ ba là của chú Hai Thảo ở Bình Dương là 1.000.000. Thứ tư là của cô Vui Nguyễn ở Vũng Tàu là 500.000. Thứ năm là của chị Diệu Ngân ở Mỹ là 1.000.000, thì tổng cộng là 4.675.000. Đây, anh gửi cho Nhi nha. Đó. Để cầm tiền để mà gọi là đỡ lo hơn về phần tiền nong ha em. Em cảm ơn Thế Mạnh Thường Quân giùm anh nha. Em xin cảm ơn các Mạnh Thường Quân giúp đỡ gia đình em hỗ trợ để cho bé chị bệnh. Thì cái này là cái khoản tiền trích trước để mà gửi đến hoàn cảnh. Rồi sau khi mà anh đăng lên đó thì em nhớ giữ cái số điện thoại để cô chú anh chị gọi điện cho em. Thứ nhất là hỗ trợ đến cho gia đình. Thứ hai nữa là ví dụ như ai đã từng biết cái căn bệnh này thì có thể là liên hệ chỉ cho mình cái hướng mà chăm sóc sức khỏe cho Thiên Kim nó tốt hơn ha. Về thuốc men, ăn uống rồi các thứ ha em. Ủa những cái khoảng thời gian mà bác sĩ cho về quê có nhiều không? To đầu thì phát đồ là có 10 to. To đầu là mình được nghỉ 5 ngày. Rồi mình lên vô nữa, rồi sau đó được nghỉ 3 ngày. Rồi mình lên vô nữa. Rồi cứ đó rồi thêm nghỉ được 5 ngày, 3 ngày lên vô nữa. Gì đó. Là mình có thường hay về hay là mình mướn nhà trọ ở đây? Để về. Bé nó quá chịu ở đây. Nó đòi về không à. Vậy là lúc sau là nó đòi về không. Bên nội bên ngoại chắc là cũng điện lên hàng ngày nha. Dạ, ông nội đau thương lắm. Ông nội. Dạ. Hai vợ chồng trẻ rồi có đứa con. Đó, con là chưa có mà kinh nghiệm về cái việc mà chăm em bé nữa, là bây giờ tới phải học cái việc mà chăm, gọi là chăm bé bị bệnh nữa đó. Những cái lần mà triệu chứng của con em á, ví dụ như là ở trong bệnh viện đi, anh nói trong bệnh viện đi. Ví dụ như là cháu bị, anh gọi là bị đau á, là cái biểu hiện nó như thế nào? Nó đau bụng, nó ôm bụng hay sao? Nó đau, con đau bụng, con đau. Đau thì cái u á. Lần thường là chỉ bên phải. Dạ. Gần đây nó có chỉ bên trái không? Dạ. Nhưng mà cái mà tư vấn của bác sĩ là có thể là sẽ nó di căn qua trái. Mà nói là cũng có còn hy vọng là tại vì ở phần dưới mình còn thấy cái trái thận phần dưới. Không còn hy vọng hả? Cũng còn hy vọng một chút xíu. Anh cũng gặp mấy cháu mà bị mà bỏ một bên thận đó thì cũng bình thường, sức khỏe cũng bình thường thôi. Tất nhiên mình bỏ bên thận thì sẽ
nó sẽ không bằng những cái trẻ bình thường, nhưng mà đối với trong bệnh tình này đó là cũng bình thường. Mình sợ là sợ cái di căn thôi. Thôi thì như vậy, trước mắt là như vậy đi ha. Anh thay mặt người xem ở trên kênh của anh thì động viên tinh thần đến cho hai vợ chồng, hai vợ chồng còn trẻ ha. Thứ hai nữa là chiều nay chuyển viện qua nhi đồng, nhưng mà không biết là nhi đồng 1 hay nhi đồng 2. Qua bên đó thì bác sĩ bên đó sẽ tư vấn thêm về cái vấn đề tiền nong nè, vấn đề các phẫu thuật. Đặc biệt là hai vợ chồng nhớ hỏi bác sĩ phẫu thuật như thế nào, lấy sinh tiết cái sinh huyết như thế nào, rồi những cái hướng sắp tới như thế nào, hỏi kỹ để này con mình ha. Để tạm thời như vậy. Anh cũng thay mặt cho hai vợ chồng thì cảm ơn cái Mạnh Thường Quân đã gửi cái khoản tiền trước đến cho Thiên Kim. Thì có những cái thông tin gì của Thiên Kim thì Google Food sẽ tiếp tục cập nhật cho mọi người sau khi mà hai vợ chồng sẽ dẫn Thiên Kim qua bên bệnh viện Nhi Đồng. Bây giờ em với lại chồng em trở về ông bú đi, rồi lấy những cái gì cần thiết đó. Rồi chiều nay thì qua bên Nhi Đồng ha. Anh xin kết thúc clip ở đây nha.